Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã thực hiện giám sát việc thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh Sơn La. Đại dịch Covid-19 tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội khiến nền kinh tế gặp nhiều khó khăn. Trong hai năm 2022 và 2023, các hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế của tỉnh phục hồi tốt. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2022 là 8,89%, năm 2023 ước đạt 0,75%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng năm đều đạt và vượt dự toán trung ương giao giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng trong 2 năm ước đạt 769.049 triệu đồng. Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng, dầu mỡ nhờn với số tiền trong 2 năm ước đạt 282.729 triệu đồng. Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất cho 577 tổ chức cá nhân với số tiền thuế được gia hạn trong 2 năm 2022-2023 ước đạt 304.361 triệu đồng. Chương trình phòng chống dịch COVID-19 được các sở ngành địa phương triển khai nhất quán, đồng bộ, hiệu quả, bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của nhân dân. Đoàn giám sát đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh làm rõ nét hơn tác động của nghị quyết 43 trên các lĩnh vực cần cụ thể hiệu quả việc hỗ trợ các đơn vị, cơ quan và người dân trong đại dịch Covid-19, đồng thời có kiến nghị đề xuất cụ thể cùng các chính sách liên quan để tháo gỡ các khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 lên các mặt của đời sống xã hội. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã tiếp thu và báo cáo bổ sung gửi đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Quốc hội trong thời gian tới.